chồng có con không lo, mới lo xăm dò xăm tay nữa các bạn nha. Thì thay mẹ mình mới kêu mình giữ con nha các bạn. Thì né né sợ mẹ thấy nè đây. Né kêu anh vào trước hả, khùng quá ha. Rồi kêu anh Tòng ở đây trước giữ xin nha. Giờ mẹ mình xuống dưới ăn cơm rồi. Giờ mình đợi mẹ mình lên nha, mình đặt nó hơi sẵn nha. Xem phản ứng của mẹ mình thế nào nha các bạn. Mình giả dờ bình thường không có gì hết trơn, không quan tâm nha. Nói chung là chỉ giữ con mình thôi. Ok. Thật đâu giờ hôm nay nó khác hay không mình. A few moments later. Rồi, hai đứa ra đi, mày đi mẹ giang cho. Trời ơi, xong rồi xong cẳng nha hả? Trời ơi, xăm dò xăm cẳng nha hả? Gầm chứ mà ghê vậy. Chắc coi đàn bạn gái xăm dò vậy đó. Tại bà kia không thấy bà kia xăm đẹp, con tính xăm hình nhỏ thôi à. Chơi chơi thôi, cái bà chủ xăm mới nói xăm hình gì nhỏ xíu rồi sao thấy được. Cái bà quốc cho con nguyên chùm bông vậy luôn. Thì mời đi xóa bỏ đi. Không được mẹ ơi, xó cái nó có thẹo. Xó nhiều tiền. Sao được, sao được thì lắp thịt bỏ. Thôi thôi ra bỏ. Sao được, đủ năng nhịn như mẹ chứ lắp được. Mà gái trong xăm dò xăm cẳng người ra đường cái đi chợ búa ta thấy là cười mà chết. Con mặt mình dạy luôn, không gái đâu. Sao xăm chi? Mẹ không cho thì mặt mình dạy vô. Chứ giờ không có xóa được. Xóa cái có thể xóa luôn á. Thấy gớm như vậy sống gì. Sống không vậy? Anh cũng đốt lửa nữa. Em dầu vô nữa nè. Còn đó xong gì nè. Nó cho đâu rồi chưa. Xong cái gì hết qua hết chập rồi đó. Biết đâu. Ai biết cho xong đâu rồi tự xong. Mới mốt điện với nó nói rồi xua cho ba biết. Thôi mày đừng điện. Con mặt mình dạy được cái gì mẹ. Được con xăm chỉ chủ tiền vậy. Xăm không tốn tiền à. Xăm miễn phí mà. Xăm đó cũng có triệu mà, triệu bạc chứ bữa thật. Xăm có 200 ngàn à. Rồi 200. Mẹ thấy gớm giò luôn. Gắm. Ông con xin giỏi. Chồng có con không lo, mới lo xong giò xong cẳng. Thôi xua ai mà nói. Chị xua đó. Mà gớ không có thiện trong xui với bà xua lên cho ông coi coi đẹp không. Điện với xăm điện được. Muốn xăm thì xăm không hỏi cho ai hết trơn. Tại con nó dễ quá mà. Biết đâu con nó dễ đâu. Muốn làm gì làm mà không nói với ai hết. Biết đâu à, tại nó xong thì xong biết đâu. Đập cho nó một cặn. Đập cho nó một cặn. Cho nó tở. Yeah, phải xóa phải bỏ chứ không có để được nữa. Xóa bỏ liền nghe chưa? Để gì bà muốn bà nội thấy chắc bà chữ thôi luôn quá. Ôi giời ơi, vậy bà nội bà chữ thì không nghe. Trời trên nó dán rồi bà nội ơi. Giỡn bà đó. Vậy đó hả? Vậy con nó giỡn được nha. Nó chơi chứ con dán rồi. Bị dứa mẹ bà chữ chết luôn. Đừng cho ba biết. Điện cái điện ngay vậy. Thôi đừng điện cho mẹ mẹ mẹ. Điện sao điện. Điện cái chữ. Điện cái chữ. Mẹ luôn. Chữ thầy cười luôn mẹ ơi. Chữ thầy cười. Chữ thầy tiêu luôn rồi. Điện con chốt rồi. Anh không bỏ anh chuối mẹ, nó vốn em kìa. Đốt lửa cho chén, nghe cho dữ rồi. Mẹ ơi cái này.
ra không ra luôn rồi sao. Cái này lóc thịt luôn kìa. Lóc thịt luôn. Vậy thôi nha, mình đi dập lửa mới được. Vậy thôi nha, tạm biệt các bạn nha. Thấy clip này hay thì nhớ ấn lại giùm mình nha. Cảm ơn các bạn. Thôi giờ mình đi ăn với mẹ. Bye bye.